Đây các bạn nhá, đang xuống ngựa đây. Đấy. Đây là cứ thả ra, cứ thả ra. Cho tiền tại mừng mừng nhé. Đấy, mừng nhé các bạn nhé. Nậm Vi à? Ở đây Nậm Vi. Nậm Vi. Nhưng mà khi ở gần xã kia mà đi vào đây xa quá thì mai không thấy tới tới. Đây các bạn nhé. Đang xuống ngựa. Thế này nó có thay không? Cứ thả đi xuống. Ô, ô. Cái nó đang say xe, nó đang say xe. Không sợ đâu, không sợ. Ui giải ơi, thì phải lo nhở. Ngựa, mua ngựa nhá. Đây. Các bạn ở trên Điện Biên này, trên Lai Châu này, muốn mua ngựa ấy thì cứ liên hệ bên mình, không cần xuống được, chỉ cần chốt qua điện thoại mình cũng có thể trở lên, mô tả chính xác con ngựa như nào nhá, từ A đến Z, từng link tí một luôn. Đây, các bạn trên Điện Biên đây, nhìn xem, không phải Điện Biên đây nhá, quay cho các bạn. Chưa đi đây bao giờ ấy thì các bạn có thể ngắm qua video của anh em chúng tôi nhé. Bây giờ anh chị là bao la và hùng vĩ nhé. Cũng gần đến gia đình của gia chủ rồi, anh kia đang đi trước kia, thì các bạn tiếp tục theo dõi nhé quá trình video như nào nhé. Vâng, đây là điểm trường của bản Hồi Trạ. Hồi Trạ đây, điểm trường đây chị em. Đấy, giờ anh kia vẫn đang đi trước, các bạn thấy không, phong cảnh ở đây nào, không khí trong lành, đồi núi xanh, mây trên đỉnh núi nhưng mà xanh ngắt luôn. Đấy, tôi thông đây bạn, có như này rất tốt các bạn nhé, xe suối xe diện đường là rất chia tốt. Đấy. Cô có thể đang đi làm chưa này. Đấy, nhà sàn đẹp không? Đấy, các bạn thấy nhà sàn đẹp không? Trầu đấy. Vì nhà sàn này với chất lượng mát. Xã. Đây là trường phổ thông trung học. Đấy. Nậm Vì. Nậm Vì. Sở thì các bác đừng ép giá em nhé. Em thấy cung đường thì nó quá gian nan, lên dốc và xuống dốc, 450 cây số dốc mà không biết đi mười mấy tiếng không hết. Đấy, thấy chưa? Là 20 tiếng rồi. Đây, toàn lên đèo thôi. Mà tiền xăng dầu tính là cái mà bớt này bớt kia nữa. Đấy, gái xinh chưa? Bắt một hai con là đi tiền nó hơi bị cước phí, nó hơi bị tốn kém. Đây, giềng này. Chít này, mấy nhiều chưa? Lá này gói bánh các bạn nhá. Bạn thấy không? Cảnh thì đẹp thật đấy, nhưng mà đi hơi bị gian nan. Các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Đấy, anh lên cầu bản này, lên hợp cầu bản đi qua gặp Nam Tràn này. Gọi nhau. Anh khách này đi hơi bị ấy đấy, gian sàn nan. Các bạn nhá. Bây giờ là đã đến gia chủ rồi. Đấy, cổng đây. Anh đang dẫn đường xuống xe nhé. Đây bạn nhá. Đấy, đã đến nhà anh gì nhỉ? Quên tên rồi. Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Chơi. Chơi à? Chơi. Anh Trình. Nhà anh đây. Rộng, cực rộng luôn. Đấy. Mê liền. Nhà sàn rất đẹp bạn nhé, nhà sàn đẹp. Thì xe chúng tôi bắt đầu vào đây.
vào đây thì để tập kết hạ xuống nhá. Nhà anh nhà sàn rất đẹp. Đấy. Bây giờ mà kiếm được với khung nhà sàn này là hơi khó bạn nhé, không có đâu. Nhà sàn cũng đẹp luôn. Ở đây là đang thi công công trường, để xe nhà ở đây nhé. Gỗ đây, nhà gỗ, gỗ to to luôn, chưa? Đẹp cứ đẹp luôn. Và những cái bàn uống nước thì là đẹp nhé bạn nhé. Nhìn chưa? Cục gỗ này. Gỗ tốt cũng quý thôi. Đấy. Và anh em nào muốn xây nhà gỗ thì lên đây liên hệ để anh ấy chây anh cho gỗ mang về. Đấy, thấy chưa? Gỗ to nhá. Gỗ lim cũng nghiến rồi. Ở đây không đây. Bên này ở đây thì nó mát thôi, bên kia là sườn đồi bên kia. Đấy, ở đây không khí rất mát. Xin chào bà nhá. Đây. Anh có một số con ngựa đây. Mị to chưa? Còn đây nhá. Đấy, thì, về nhà phát là các bác các chú các anh là thích chi là bồ kết luôn. Đấy, thích chi là bồ kết con ngựa. Cái nhau một trượng nha. Cái thua thì ai cho không. Nha. Anh con nào thua con nào bồ tiền. Đấy, xuống ngựa nhá. Ngựa rất chi là đẹp. Xuống. Đấy, thấy chưa? Đấy, các ba chú anh đến tham khảo thêm và để mua ngựa. Cái gì à? Xuống đây. Nó đang mỏi đi tuần qua này nó. Đấy các bạn nhá. Đấy. Đấy thấy chưa? Con đực đỏ này. Con cái. Ừ. Thấy chưa? Ừ. Đấy. Con này con ngon quá. Con cái này nó to thôi. Con này, ừ. Con cái này đó có con đường to to. Con cái này trước để cái con bạch kia đúng không? Ừ, đúng rồi. Đấy. Nhưng lúc mua về là nó có chở được đúng không? Hả? Ừ. Con này từ khác thì ra mà. Từ ra nó khác thế ra nè. À. Đây con đen này, con đen này. Con đen là để con kia. À. Con cái đen này nó để hai con kia, con đen này để. À. Tại vì là nãy không có con đường thì không có con nào nhảy ra, con này thì con này không chuyển ra, con người thì con nhảy. Con chuyển ra con này hư lắm. Béo, ngựa rất béo nhá. Béo mập luôn. Đấy, ngựa đây, chưa? Các bạn nhìn thấy đẹp không? Cao pha nhá, to nhá. Khỏe mạnh, đi xuống xe. Con đực kia đéo nổi ta sao? Được. Cướp được 6. 8 bình thường. Đấy, thấy chưa? Đấy, về ma cũ bắt đặt ma mới nhá. Đấy, thấy chưa? Nào, chị đi. Mày cho phát hàm ngay. Một quả đi, nó cắn xuống nguy hiểm lắm đấy. Đấy, con này. Con này dài nhất à? Rất chi là nhiều ngựa. Chú ơi, con kia có quấy được không? Nhá. Quấy ngựa, quấy xe. Quấy ngựa có quấy được không? Đấy, thấy chưa? Lâu thả lâu không ấy.
xả lâu không bắt nhàm nên nó hơi hơi đá nó nghịch hơi nghịch chút. Ai chết xa nhau ra mà đáo người đấy. Đấy, bắt nhà vào để khỏi đá nhau nhá. Trên xe một con đực, một con đực này ở dưới này nữa thì phải bắt một con lại không thì nó xuống nó cắn nhau bạn nhá. Giống là một vua không hai chúa được, một đất không hai vua. Đấy, phải bắt đồng con. Đây các bạn nhá, đang xuống ngựa đây. Đấy. Đây là cứ thả ra, cứ thả ra. Cho là tại mường mường nhé. Đấy, mường nhé các bạn nhé. Nậm Vi à? Ở đây Nậm Vi. Nậm Vi. Người kia ở gần xã kia mà đi vào đây xa quá. Thì mai không thấy tới tới. Đây các bạn nhé. Đang xuống ngựa. Thế này nó có thay không? Cứ thả đi, thả đi xuống. Cái nó đang say xe, không sợ đâu, không sợ. Ui giải ơi, thì phải lo nhở. Cứ thả ra. Đây các bạn nha, đang xuống ngựa cho khách ở Mường Nhé nhá. Điện Biên. Đấy, rất chi là nhiều ngựa luôn các bạn nhé. Đấy, cực kỳ nhiều ngựa luôn, có cả bạch, có cả màu. Ui dồi ôi, chưa. Nhưng mà để làm gì? Để đi ra nhà về nối con này nó. Không sợ, ui dồi bỏ ra đi. Con kia thì sao được, con kia đang chở. Không sợ, nó không chạy ra đâu. Khổ. Chờ, muốn rồi, tí thôi. Cứ phải lo nhỉ. Trường cầm chạc đi, cầm chạc ra bậc kèo gốc cây cho chú. Con nào đang chữa? Được rồi, thôi thả ra đi. Không nó lại phi ra ấy giờ. Ừ, tránh ra đi, không nó phi vào người giờ. Không sợ. Được rồi, mở ra đi. Mở đi, không đắt được chạc đâu. Tháo ra đi. Mở cửa đi. Không cần, giời, cứ thả ra đi. Chạy chưa? Không chạy được lại gần mà. Cứ lo nhỉ. Sợ lại gần. Đầy chạy đây. Nói cho nó xuống, từ từ để mở cửa. Rồi xuống đi, nó xuống. Đây xuống. Rồi. Sao anh ở nhà anh thay cái nhàm khác đi nhá. Nhàm này nó chật quá. Lấy cái khác, lấy cái nhàm cũ của nó. Buộc nó vào cái kia, buộc nó vào cái đấy đi xe. Buộc lộng đôi chạc vào.
Bộ lọc đôi chạc. Đây, ngựa đây các bạn nhé. Chuyển giao lên cho bác ở trên mường mường nhé nhé, mường nhé, nậm vi. Một em cái và một em được giống. Kia. Đấy. Xuân Trường Vlog đang buộc nha các bạn nha. Đây, đàn ngựa màu nhà anh đấy đây. Đấy, đàn ngựa màu đây nhá. Có cả hạc và hởi này, ấy con luôn. Hàng bản địa. Đấy, bạch bản địa. Đấy, con bạch này là do con khứu này nó đẻ ra này. Đấy, nhưng mà không biết con đực cái nào nó nhảy ra, à, con đực đực nào bạch nó nhảy. Đây con này hàng Tafa Lai nhá. Đây là nhà anh đây, anh tên là Chây. Đấy, nhà sàn. Xe mình đây. Đấy, rào đi trên 700 cây số khiếp. Đi cứ bảo là đi cái đường bê tông ở mãi cái đường đất đâu đi mãi không tới. Ui giời ơi trời trời. Ốp lại cái nhàm đi không nó thít vào kia nó đau nó. Cái nhàm này nó hơi ấy quá. Ấy ngựa phi là hóa chưa ấy chạy phấp phới cả. Ấy ấy chạy ghê, nó đang cuồng chân, nó đang cuồng chân cả. Chạy vòng quanh à. Úi giời. Bê chưa? Ấy, chạy vòng quanh. Đấy, view đẹp. Ờ, cứ thả ra bác ơi, cứ thả ra đi. Thả ra. Không được, nó phải như thế. Cái thả ra nó đang cuồng chân mà, vừa xuống xe xong kệ nó. Nó chạy lúc là lại nín rồi. Đấy. Yeah, ấy, chạy đẹp chưa? Ấy. Đang đói đi đường dài quá từ hôm qua ăn giờ hôm nay chưa ăn được cái gì. Đừng cho uống nước vội. Đấy, cứ cho nó ăn bình thường thôi, đừng cho uống nước vội. Đây ok các bạn nhé, bên mình đã chuyển ra hai em ngựa, một hàng bạch pha lai các bạn nhé, một em đực và một em cái, từ ở dưới hợp tác xã ngựa bạch làm phẩm lên trên đây, nó gọi là khu vực vị trí địa lý là bản nậm vi huyện Mường Nhé. Đấy. Gọi là xã thì xã Trung Trải. Rồi bản Nậm Vi này, xã Trung Trải này, huyện Mường Nhé, đấy, tỉnh Điện Biên các bạn nhé. Từ ở dưới mình lên trên này ấy, thì nó rơi vào tầm độ trên 700 cây các bạn nhé. Đây, anh em tôi đang trên đường về, thì trên đường về thì có mưa bão rất to nên là anh em tôi muốn về luôn. Đấy, tại vì có công việc ở khu vực sắp xếp một số sản phẩm ở khu vực cầu Kính Dòng Mây bên chỗ Sơn Bình Tam Đường Lai Châu các bạn nhé. Thì các bạn tiếp tục theo dõi hành trình của anh em tôi, Bạch Mã TV và Xuân Trường Vlog các bạn nhé. Thì đây quay cho bạn xem đường xá rất chi là xấu luôn nhé. Thì nhà nước thì vẫn chưa làm xong cái con đường này, thì dân đi còn rất khổ cực các bạn nhé. Thì bà con cũng cố gắng thì tìm những con giống, tìm những cái con ngựa giống tốt về, tìm những con ngựa giống tốt về thì để chăn nuôi, tăng gia sản xuất ở những cái vùng sâu vùng xa, nên là đường đi lại cũng rất khó khăn. Thì mỗi lần bán ngựa thì bà con cũng được khá tiền để bù đắp vào kinh tế các bạn nhé. Đây cho các bạn xem qua đường đây, trời mưa rất to, đang có bão rồi nên anh em tôi phải đi ra sớm, không đến lúc là
mưa đường nó trơn trượt nên là xe không ra được các bạn nhé. Đấy, đây các bạn nhé, mưa đây, gió mưa bão, cơn mưa rất chi là dày luôn. Đấy, đường thì toàn là đường đất thôi các bạn nhé. Đây, đường đất đây cực kỳ là gian nan và phức tạp đấy, khó đi. Đấy, gió bão ấy, bập bùng cả. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, gió bão bập bùng cả. Trời mây đây. Đây các bạn nhìn thấy trời mây chưa? Mây đen nghịt luôn. Đấy. Ok các bạn tiếp tục theo dõi hành trình mình đi về cái khu vực cầu Kính Trồng Mây. Đấy, quay tiếp sản phẩm cho các bạn xem nhé. Các bạn mà yêu quý kênh Bạch Mã TV hoặc Sân Chuẩn Vlog thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đấy, ủng hộ bên mình, bên mình có những cái sản phẩm thì ủng hộ bên mình bằng cách là gọi điện trực tiếp đặt hàng hoặc là bấm vào giỏ hàng đặt thì bên mình sẽ ship về tận nơi cho các bạn nhé. Đấy, ok các bạn nhé, mình vào Sân Trường Vlog đây, đang ngồi đây. Trên này nó là rất rét luôn, thì mình đang ở từ Điện Biên, từ khu vực Mường Nhé Điện Biên thì về trên này thì cảm thấy là cũng rất lạnh nhé. Hiện nay là mình và Xuân Trường đang ở đứng ở trên cầu Kính Trồng Mây. Đấy, cầu Kính Trồng Mây thì trên này là có quầy. Đấy, quầy bán các loại luôn nhé, kể cả đây cao ngựa mật, mật ong, phở ngựa mạch, nó mật ong, các loại sản phẩm từ ngựa này, từ trâu rừng này. Đấy, và ngựa Tây Bắc, trâu Tây Bắc và lợn Tây Bắc luôn các bạn nhé. Thì đây sản phẩm đây, bên mình có để giỏ hàng kênh Bếp Truyền Bản đấy các bạn ạ, kênh Bếp Truyền Bản, kênh Bạch Mã TV và kênh Hải Sapa TV cũng liên quan. Các bạn đặt thì bên mình sẽ ship về tận nơi từ trên này về cho các bạn xem nhé, các bạn dùng luôn đấy, ship về cho bản thân các bạn và các bạn gia đình các bạn dùng luôn. Sản phẩm là sản phẩm Tây Bắc cũng rất tốt các bạn nhé. Đây còn có thịt thịt lợn bản đây, thịt lợn bản gác bếp các bạn nhé. Đấy, gọi là thịt lợn bản sấy đi, ngày xưa thì gọi gác bếp, bây giờ gọi là sấy các bạn nhé. Bên trên này thì chủ yếu là bán cho khách du lịch và bán cho mọi khách thập phương luôn các bạn nhé. Chỉ ok, các bạn chỉ cần nếu mà đặt vào, các bạn muốn đặt hàng online ấy, thì hãy vào kênh Bạch Mã TV hoặc là Bếp Trên Bản hoặc Sân Trường Vlog, thì bên mình để trang web ở trên đấy các bạn nhé. Các bạn đặt đặt thì có sản phẩm này, có giá này và có giỏ hàng. Các bạn đặt thì bên mình sẽ gửi về tận nơi. Các bạn chỉ việc ngồi nhà nhận thôi các bạn nhé. Có cả những cái sản phẩm như là chẩm chéo nữa các bạn ạ. Chẩm chéo nhé, chẩm chéo ấy, thương hiệu là Bếp Trên Bản đây. Đấy, kênh YouTube là Bếp Trên Bản nhé. Có cả trang web ở trên kênh Bạch Mã TV, Xuân Trường Vlog và Bếp Trên Bản có hết các bạn nhé. Đây, thịt trâu góc bếp thì nó có miếng như này các bạn nhé. Thịt trâu góc bếp thì nó có miếng như này, rất thơm nhé. Đấy, có gia vị Tây Bắc luôn các bạn nhé. Thì các bạn lên trên Lai Châu trên cầu Kính Trồng Mây thì có thuê trang phục luôn, thuê xong trang phục giống kiểu như đi dạ hội chụp ảnh vui chơi ở trên cầu Kính các bạn nhé. Lên đây cứ ghé qua là ghé qua đây, biển hiệu mình cho các bạn xem biển hiệu đây. Đấy, biển hiệu là Vàng Kỷ Quán các bạn nhé, Vàng Kỷ Quán. Thì các bạn cứ vào đây thì ăn cơm lam trứng nướng này và mua thịt lợn bản sấy ở các bếp này. Đấy, và thịt trâu các bếp về làm quà hoặc ăn, sử dụng nhấm bia rượu cũng rất tốt các bạn nhé. Đây là cái sạp cơm lam trứng nướng này, trực tiếp là các cô gái Mông lên trực tiếp làm và cho các bạn thưởng thức luôn nhé. Còn sản phẩm cao ngựa thì các bạn đây, sản phẩm cao ngựa mình để bên này, sản phẩm cao ngựa Tây Bắc đấy, bày hàng chuẩn, có cả trên website các bạn nhé, có trên giỏ hàng, có trên TikTok, có trên fanpage, có trên YouTube. Các bạn cứ vào kênh Bếp Trên Bản này hoặc kênh Bạch, các bạn cứ vào kênh Bếp Trên Bản này hoặc kênh Bạch Mã TV hoặc kênh Xuyên Trường Vlog đều có hết các bạn nhé. Đấy, đây là cho các bạn xem view sơ qua đi. Hôm nay mình lên trên này set up lại những cái sản phẩm để cho nó được
mỹ quan hơn các bạn nhé. Đây là khu vực sân bãi đẻ số 2 của khu cầu kính Dòng Mây các bạn nhé. Đấy. Thì mình sẽ quay đường sau cho các bạn xem cụ thể hơn. Đấy. Về cái nơi bán sản phẩm, nơi trưng bày sản phẩm và nơi trưng bày những cái sản phẩm Tây Bắc. Khi các bạn nhận được thì về sử dụng cho nó chuẩn nhất nhé. Đây ok nhé. Đấy. Đây là một cái gian hàng nhỏ. Khi mỗi khi mà khách du lịch lên đây, ghé qua đây ngồi ăn cơm lam trứng nướng và thưởng thức những cái sản phẩm Tây Bắc, ví dụ như là cao ngựa bạch. Đấy, cao ngựa bạch Tây Bắc, phở ngựa bạch Tây Bắc và chẩm chéo Tây Bắc, thịt trâu gác bếp, thịt ngựa gác bếp và thịt lợn gác bếp sấy đấy, thịt lợn rừng luôn các bạn nhé, lợn bản đi, gọi là lợn bản đi. Đây khu vực này thì lên trên cầu kính kia thì các bạn sẽ tham quan khu cầu kính, đi vòng các bạn nhé. Đây là đi đường đi, đây đường đi là xuất phát bắt đầu từ đây các bạn nhé. Nó đi vòng lên trên này. Đấy, vòng lên trên này. Ông vòng qua sườn đồi kia. Vòng sang bên kia cầu kính ở bên kia các bạn nhé. Cầu kính ở bên khu vực sườn bên kia nhà đa năng. Đấy thì lên tận đỉnh đè, lên đỉnh đồi này luôn. Lên đỉnh đồi đấy thì nó rất nhiều trò vui chơi giải trí, ăn uống. Các loại thể loại thập cổng. Thì hôm nay đây. Bên vàng kỳ quán này, bếp trên bản đây. Có chị Xua đây. Đấy, chị Xua xinh đẹp nhá. Chị Xua người Mông. Đấy. Chị Xua là chị của các em bếp trên bản đây. Đấy. Hôm nay ngồi đây là được chị đãi một bữa cơm. Cơm là cơm thịt lợn rừng đấy, lợn Tây Bắc đấy. Đấy. Lợn ba chỉ các bếp. Thì hôm nay là lên đây là chị sang bên này chị mời một bữa cơm. Đấy, rất chi là thịnh soạn. Xong là anh em tôi khi giao ngựa xong là về. Và thì các bạn tiếp tục theo dõi cái hành trình đi giao ngựa và về đến trang trại như thế nào. Đây. Sau quay chung với chị một kiểu. Đấy, đây là chị Xua nhá. Đấy, chị có kênh bếp trên bản đấy. Đấy. Đấy, chị chào khán giả nha. Khán giả chào bên kênh Bạch Mã TV đấy. Đấy. Ăn cơm anh ạ. À, đi, vào ăn cơm đi trường ơi. Thì mời các bạn ăn cơm nhá. Mời các bạn ăn cơm cùng với em tôi nhá. Đấy, chỗ vàng thịt quán mà bếp trên bản như này đây. Có món ăn rất chi là sơ như bạn nhá. Rất chi là ngon. Món ăn dân tộc. Món thịt lợn này. Thịt lợn này, xào này. Đây là lợn bản các bạn nhá. Bản các bếp này rất ngon nhá. Em đi ăn món thịt lợn. Ý là mà bên mình sẽ tạm thời mang mấy cân về dùng. Vâng, các bạn ăn, mời các bạn ăn cùng mình nhá. Ở đây là đây quán của người quen trên mình đây nhá. Nếu anh em bạn bè muốn mua đồ lưu niệm trên khu vực cầu kính Dòng Mây này thì mình sẽ liên hệ cho các bạn. Ví dụ như là quán này là quán Vàng Kỷ Quán các bạn nhá. Đấy, Vàng Kỷ Quán. Vàng Kỷ Quán. Đấy, Vàng Kỷ Quán nhá. Đây á, ở trên này là nhận đặt trang phục này. Đấy. Nhận đặt trang phục này. Đấy, trang phục và may luôn. Đo các bạn cứ đo kích thước là mình sẽ may được nhá. Đây cái này nhá. Đây, trang phục mà người Nhật này. Đấy, cũng may này, thấy chưa? Trang phục người Mông may nhá. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy. Thấy chưa? Trang phục người Mông này. Rất chi đẹp luôn. Đấy. Người trang phục người Nhật này. Người Nhật đây. Đấy. Và đấy, những trang phục nó tự may hết các bạn nhé. Nếu các bạn muốn may trang phục thì liên hệ mình sẽ có người may. Đây, chị gái này đây may rất chi là giỏi. Đấy. Chị Xua may rất giỏi nhé. Chị may được. Đấy. Chị Xua may được đây toàn bộ đồ chị Xua may hết đấy nhá. Chỉ có những áo phao này chị mua thôi. Đấy. Áo phao mua hết nhá. Đấy. Ví dụ như là các bạn muốn ăn chẩm chéo này. Chẩm chéo đây mình có chẩm chéo đây. Chẩm chéo nhá. Chẩm chéo đây. Đấy, bếp trên bản đây bạn nhìn thấy không?
đấy, mình người thân của mình quen trên này là bếp Trần Bản nhá, các bạn vào kênh bếp Trần Bản thì biết đấy. Đấy. Em không chẩm chéo em đây. Không nói đùa nhá, em không nói đùa đâu. Mà thịt trâu đây. Cho thịt trâu đây nhá. Thịt trâu đây thì các bạn không, mình nướng qua khi ăn thì nướng qua nhá. Nướng rất là đẹp. Thấy chưa? Còn đây là cơm lam bạn nhá, cơm lam. Đây. Ok các bạn nhá. Còn bên mình có gian hàng trên này nữa. Gian hàng bên mình đây. Đấy, gian hàng đây. Gian hàng để trên này luôn nhá. Đấy, gian hàng để trên này. Anh em bạn bè nào ở dưới Hà Nội lên đây du lịch thì cứ lên trên này mua nhá. Mình để trên này luôn. Đấy. Sản phẩm từ ngựa luôn. Đấy, các sản phẩm thổ cẩm này. Đấy. Cái gian hàng mình để đây và có những sản phẩm cái lọ, cao đây. Cái lọ. Cao rồi. Lọ treo trên xe là trước lấy hai cái thì hết nước rồi. Đấy, thấy chưa? Và những sản phẩm lưu niệm đây rất nhiều bạn nhé. Các bạn liên hệ lại Nga vừa. Mình là một cái mũ như này là mũ màu gì? Đấy, thấy chưa? Các bạn cứ lên bếp Trần Bản. Bếp Trần Bản nó có những cái rất chi là tuyệt vời luôn. Những hàng tự may hết, chị xua chị tự may. Mà các bạn muốn đặt may thì đo kích thước chị may may lên xong chị gửi về tận nơi cho, không phải lên tận nơi đo đâu. Đấy. Vòng eo này, vòng 1, vòng 2, vòng 3, chiều cao cân nặng. Đấy các bạn. Các bạn cứ đo thế xong các bạn gửi lên cho số đo cho mình gửi cho chị xua trên này là chị may được ngay. Hàng rất chi là đẹp. Đấy, từ người nhỏ cũng có nhá, trang phục người nhỏ cũng có, trẻ em người lớn có hết đây, trang phục trẻ em đây. Đấy, rất chỉ đẹp nhá. Cứ đo số đo chiều cao cân nặng là sẽ lên được bộ trang phục đẹp. Đây, đấy, mình đây, mình đang đứng ở trong quán đây nhá. Đấy, quán này rất chỉ là bắt mắt, mình nhìn thấy cái nào cũng đẹp. Đấy, các chị em phụ nữ mặc áo này thì nhìn như người người Tây Tạng, người Mông luôn đấy. Đúng rồi, có những cái bộ của người Nhật luôn. Mình có bồi đây, có mũ có bồi đây. Bạn thấy cái thác nước đẹp không? Thác nước rất chi là đẹp, hùng vĩ luôn. Hôm nay lên đây mưa to nên thác rất chi là đẹp. Thác rất chi là cao luôn. Đấy, mây này. Mây trắng như bông. Đấy. Đây anh Bạch Mã TV, anh đang ngắm nghía khung cảnh này. Đấy, thấy chưa? Khu vực này là khu vực trung chuyển khách. Nhà bên kia có hai cô gái xinh lắm, bán hàng rất chi là xinh. Đấy, đây xe trung chuyển từ trên cầu kính xuống này. Đấy, xe này xe trung chuyển này. Đấy, thấy chưa? Khách lên khách xuống rồi từ xe là hết vào đây xong là soát vé xong là đi lên trên. Còn đây các bạn nhé, đây là chẩm chéo Tây Bắc. Đấy, chẩm chéo Tây Bắc đây. Đấy, các bạn muốn ăn thì cứ đặt hàng nhé. Ở trên Tây Bắc này làm ra xong là các bạn đặt hàng bên mình là mình ship từ trên Tây Bắc xuống. Đấy, bếp Trên Bản chẩm chéo Tây Bắc, hương vị Tây Bắc. Cơm lam kia là bao nhiêu tiền một cái chứ? Đây. Đấy, thấy chưa? Còn đây là thịt trâu gốc bếp nhé. Thịt trâu gốc bếp đây. Đấy. Cái này là trong túi này xong có cả gia vị luôn các bạn nhé. Gia vị này. Các bạn mua kèm theo gia vị luôn, các bạn không phải lo gia vị nhé. Hút chân không mà rất chi là... Hút chân không là sẽ đảm bảo được để rất chi là lâu nhé. Đấy, còn đây là thịt lợn. Thịt lợn hun khói gốc bếp. Lợn này cũng để rất lâu nhá, để hàng tháng trời ăn thoải mái nhá. Đấy, cái này đấy, để hàng tháng trời luôn, ăn rất chi là thoải mái luôn. Mỗi túi này 5 lạng. Đấy, chưa? Rồi, cơm lam lại thế. Các bạn muốn ăn cơm lam thì mình sẽ hộ gửi về luôn nhá. Đấy, gửi về tận nơi luôn. Các bạn alo phát là mình gửi về tận nơi luôn. Đấy. Gửi cứ từ vài chục đến vài chục cái mình gửi được. Đó, anh em bạn bè nào mà muốn ăn chung mua một lần mua chung về ăn chung được. Đấy, thấy chưa?
chấm chéo anh thấy, chấm chéo ăn rất chi là chấm rất chi là ngon. Đấy, chấm chéo ngon cực ngon luôn. Đây gia vị này có sẵn trong túi luôn. Ăn và nướng qua này cái thịt trâu này ví dụ nhá, đây thịt trâu này. Nướng ngoài này nhá. Để nướng qua đây này. Đấy. Xong lấy chày đập nó nát đi. Đấy. Đã ăn ngon. Đấy. Hoặc là hấp cơm nhá, hấp trên cơm, hấp nồi cơm cho nồi cơm hấp. Ăn ngon. Dạ. Chấm chéo này các bạn này, đấy, các bạn múc ra một miếng chấm chéo ra này, xong bắt đầu các bạn bóp cái chanh vào, đấy, hòa quấy lên ăn chấm thịt luộc ăn rất là ngon nhá, đấy, thịt luộc ăn cực ngon, tê tê cay cay thơm thơm, đấy, chua chua ăn ngon cực ngon luôn. Đấy, thấy chưa, du khách ở khắp nơi đến đây, người vùng miền đi qua lên khu vực cầu kính Rồng Mây các bạn nhé. Đây cổng này là cổng khu vực chờ khách, khu vực chờ chính đón khách đây. Đây không phải người Trung Quốc.